Đây cũng là một loại thức uống rất cần thiết trong cái giai đoạn hiện tại nè các bạn. Nước chanh xả gừng. Nước chanh xả gừng này nó cũng là một cái loại detox dùng để thanh lọc cơ thể đó, tăng cường vitamin C và hỗ trợ tăng sức đề kháng cho cơ thể luôn đó các bạn. Nó rất là dễ làm nha và rẻ tiền nữa. Khi các bạn mua xả và gừng về xong rửa sạch đó và đập dập như thế này nè. Xả thì mình cắt khúc khúc ra rồi mình đập. Khi mà đập dập xong thì mình bắt cái nồi nước lên, mình cho nó sôi. Mình thả cái phần xả và gừng vào đó các bạn. Đó, và bên cạnh đó ai muốn uống ngọt nha thì mình cho thêm một xíu đường phèn nữa. Xong rồi mình quậy tan nó lên và mình đậy hùm nắp lại một xíu cho nó sôi lên tầm khoảng 5 đến 7 phút thôi nha các bạn. Mình đừng có nấu lâu á, nấu lâu quá thì cái phần xả này nè một hồi nó tiết ra nó hơi đắng đắng á, mình khó uống hơn xíu. Đó, khi sau 5 đến 7 phút rồi á thì mình đậy hùm lại và mình tắt bếp thôi, mình chờ cho nó nguội nè. Trong lúc chờ cái phần nước này nó nguội á thì mình đi cắt chanh và mình vắt lấy nước cốt nha các bạn. Khi nước nó nguội hẳn á thì mình mới vớt cái phần xác xả và gừng ra nè, xong rồi mình chế cái phần nước cốt chanh mình vô. Vậy thế là cái phần nước chanh xả gừng mình đã nấu xong rồi đó, quá đơn giản đúng không? Các bạn thử nấu cho gia đình mình uống nha, để cùng bảo vệ sức khỏe trong cái mùa dịch này nhé.